Quý vị đã theo dõi chương trình chào buổi tối. Thưa quý vị, 300.000 phụ nữ và trẻ em gái Việt Nam phá thai hàng năm, một con số có thể khiến không ít người trong chúng ta phải giật mình. Có thể là với những người từng phải bỏ thai thì sẽ có vô vàn lý do cho quyết định của mình, nhưng một trong những lý do phổ biến đó là cái thai là một bé gái. Tức là nhiều bé gái chưa kịp làm người đã bị chối bỏ còn với các bác sĩ hoàn thành trách nhiệm với người bệnh là điều mà họ cảm thấy tự hào nhất nhưng riêng với các bác sĩ chuyên nghề phá thai thì có lẽ là mỗi một ca điều trị là một nỗi dây dứt và họ thường không thể nhớ hết là đã phải phá thai cho bao nhiêu người nhưng mà cảm xúc nặng chịu mỗi khi làm công việc này thì luôn hiện hữu nhất là khi có người đến yêu cầu họ làm và đưa ra một lý do rằng vì thai đang mang là một bé gái vào ngày hôm nay, ngày 11 tháng 10, ngày quốc tế trẻ em gái, chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của một bác sĩ từng tiếp xúc với nhiều trường hợp như vậy và xin được giới thiệu Bác sĩ Lê Thị Kim Dung hiện đang là bác sĩ sản phụ khoa ở tại Bệnh viện Nông nghiệp. Và lời đầu tiên thì cảm ơn bác sĩ Dung đã tới tham dự chương trình Chào buổi tối của chúng tôi ngày hôm nay. À, câu hỏi đầu tiên Thanh Huyền muốn đặt ra đó là trong quá trình 40 năm công tác trong ngành sản phụ khoa của bà thì hẳn là bà cũng đã từng phải gặp nhiều trường hợp là các sản phụ đến yêu cầu phá thai với lý do là thai đang mang là một bé gái. À, xin được hỏi bác sĩ là những trường hợp như vậy nó có quá hiếm hoi xảy ra không hay là tương đối phổ biến? thực chất mà nói là với cái luật phá thai mà nhà nước cho phép thì người phụ nữ đến để phá thai ở các cái cơ sở y tế hầu hết là không cần phải nói lý do vì sao tại vì là người ta chỉ cần nêu một cái lý do có thể không đúng là sự thật thí dụ như là nhà em kinh tế khó khăn em không nuôi được con em còn bé không nuôi được cho nên là không có điều kiện sinh nở. Cơ quan em yêu cầu là không thể được sinh con thứ hai, thứ ba gì đấy. Hoặc là mới vừa mới đi làm và cuối cùng thì hợp đồng sẽ không đồng ý kéo dài nếu như mà có thai. Chứ còn không mấy ai mà nói ngay ra lập tức với lại thầy thuốc rằng tôi phá thai là vì tôi biết rằng đứa con trong bụng của tôi là con gái. Có những cái trường hợp hãn hữu thì biết được cái điều ấy một cách tình cờ thì có. Chứ còn người phụ nữ cũng tự nhận thấy rằng cái đấy là một cái điều gì đấy phi nhân mà không phải dễ dàng có thể mở miệng nói ra với thầy thuốc. Tôi bỏ cái thai chỉ vì đấy là một bé gái. Vâng. À, vậy thì xin hỏi bác sĩ là trong những cái trường hợp mà bác sĩ tình cờ biết được thì bác sĩ có biết cái trường hợp nào mà éo le mà người phụ nữ đã phải bỏ thai bởi vì nguyên nhân đó chính là một bé gái chưa? À, chắc chắn là có khá là nhiều trường hợp mà sau đấy thì được biết là như vậy. Nhưng một trường hợp mà tôi nhớ mãi không quên tức là cách đây cũng chỉ vài năm thôi thì một người phụ nữ đến tôi để phá thai thì lúc ấy cái thai là đã là 12 tuần thế và tôi ngạc nhiên là vì chị phá thai chị là tận hải phòng lên thế thì tôi mới bảo là ở hải phòng thì có thiếu gì cơ sở phá thai đâu mà phải lặn lội lên tận đây xong bảo rằng là cháu cũng đã đi rất nhiều nơi và ai khám người ta cũng nói là cháu rất là khó để mà có thể phá thai được cho cháu mới lên tìm gặp cô Thế thì mình khám mình thấy rằng là quả thật là rất khó. Vì hai lần trước chị đã sinh mổ và cái tử cung thì đã treo phát lên trên. Cho nên là cái chuyện mà phá thai thì người ta thầy thuốc không quan sát được cái cổ tử cung của chị ấy cho nên là người ta từ chối. Thì cái điều ấy khiến cho tôi cũng là cũng cũng nghĩ rằng là ờ ừ, quả thật là không dễ dàng. Nhưng mà vì một cái ờ uh, uh, khi người ta đã đi nhiều nơi mà không 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 tội nguyện thì mình cũng rất mong muốn là là hãy làm một cái gì đấy để cho người ta thấy rằng không phải ai cũng sẵn sàng là 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 là, là từ chối cái trách nhiệm của mình thì mình cố gắng để mình làm và quả thật cái ca phát thai đấy thì mình còn nhớ mãi là mình gần như là phải quỳ ở dưới sàn để ngẩng mặt lên để mà có thể nhìn thấy được cái cổ tử cung ở đâu để mà cặp để phá thai cho cô ấy thế thì sau đấy cái ca đấy rồi quên đi mấy mấy năm sau hai năm sau một lần nữa thì thế nào cô ấy lại đến thế thì mình bảo chớ tại sao lần trước phá thai đã khổ như thế rồi Mà đến bây giờ lại tiếp tục phá thai như thế này tại vì là bản thân cháu là đã hai uh, lần trước đã, là đã, 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 đã có hai con rồi đã hoàn toàn toàn nguyện rồi thế thì cớ làm sao bây giờ mà lại phải đi phá thai thì cháu hãy nói với cô sự thật là như thế nào thế thì là mà tại mà lần trước đã nói với với cháu rằng là cháu hãy tìm cách để mà tránh thai nếu như mà không tìm một biện pháp là tránh thai thì cái việc khó khăn như cái lần lần trước đấy lại có thể tiếp tục xảy ra thì lần này cô gái mới nói thật là vì cháu đi siêu âm và được biết là con gái và cháu cũng vì là nhiều lần lần trước mà khó khăn cho thời lần này cháu đến tìm gặp bằng được cô để cháu phá thai mình thật tình là chỉ muốn buông tay không muốn làm nữa là vì tự dưng là mình đi hủy một cái bào thai chỉ vì nó là con gái Thì thật là đau đớn như thế nào Thế nhưng mà rõ ràng là lúc bây giờ ấy, Thì với cái luật và với cái nguyện vọng của bệnh nhân Thì cái sự từ chối cũng không phải là cái, cái 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 cái, cái dễ dàng Và mình không biết làm thế nào cả Thì mình quay ra mình mới ông chồng đi theo Mình quay ra và mình lập tức là mình cảnh báo luôn Tôi nói thật với ông Ông dã man quá Tại sao chỉ vì cái mong muốn là ông có con trai Mà ông bắt vợ ông khổ sở như thế này Đã làm mổ đẻ cho ông hai đứa con Cơ thể đã đã phải chịu rất là nhiều đau đớn Lần trước phá thai đã khổ như thế này rồi Đến bây giờ chỉ vì khát khao con gái Con trai mà ông lại đẩy bà ấy vào một cái nỗi hiểm nguy như này nữa Ông mà còn để cho bà ấy xảy ra một lần nữa Thì tôi không tha cho ông đâu Thế thì dọa cho ông thấy thì ông vâng 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 giả dạ, giả dạ. Và từ bấy đến nay thì là ba năm không thấy có chuyện quay lại Không biết là chị có thể có thai lần nữa và là con trai hay là 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 chị đã tranh thai rồi nhưng mà qua đấy để nói rằng cái khát khao để mà có một đứa con trai thì là cả vợ lẫn chồng đều không từ bất cứ một cái biện pháp nào mà nguy hiểm đến như thế để mà dẫn đến cái tình huống là nguy kịch như vậy còn thầy thuốc thì thực ra mà nói nếu như họ phá thai mà như tôi vừa nói rồi họ không nói lý do là con gái thầy thuốc vẫn phải thực hiện theo đúng luật của nhà nước là khi mà, mà người phụ nữ tự nguyện thì là được phá thai thôi Vâng. cho nên ý, là cái 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 việc ấy là cái việc mà mà nếu như trong ý thức của chúng ta mà không thực sự thay đổi thì rất là khó Bác sĩ cũng rất là khó khăn và rất là ái ngại với những ca phá thai nhiều lần như vậy. Và chắc chắn là những người phụ nữ thì họ không có mong muốn gì là bỏ đi giọt máu của mình cũng như là phải trèo lên trèo xuống cái bàn phá thai nhiều lần như vậy. Xin hỏi bác sĩ là một người phụ nữ nếu mà phá thai nhiều lần như vậy thì sẽ ảnh hưởng như thế nào tới khả năng sinh sản cũng như là tới sức khỏe của người phụ nữ? thực chất mà bạn hỏi câu hỏi này thì chắc là những người phụ nữ ở Việt Nam ấy uh, sẽ cảm thấy không ăn thua gì đâu nếu như tôi nói ra những nguy hiểm. Vì sao? Khi mà tỷ lệ phá thai của chúng ta đứng vào những cái tốp đầu của thế giới thì phải hiểu rằng các bác sĩ của chúng ta rất giỏi, tại vì họ được thực hành nhiều đến như vậy cơ mà. Cho nên ấy, cái tai nạn xảy ra không nhiều chứ còn ngày nào phá thai cũng gây chết người ngày nào phá thai cũng gây thủng tử thủ cung thì chắc là điều ấy đã không xảy ra rồi cái chính là vì cái tay nghề của các thầy thuốc rất giỏi và những người sản phụ thoát khỏi cái sự phá thai ấy khá là an toàn cho nên là không còn cảm thấy cái nỗi sợ là phải lên bàn để phá thai nữa vì thế cho nên cái việc phá thai mới còn tiếp tục tiếp diễn chứ nhưng mà thật tình mà nói với cái tỷ lệ tai biến trong phá thai của chúng ta là rất thấp tại vì chúng ta rất giỏi nhưng mà tôi nói thật cảnh báo với các bạn điều ấy không phải lúc nào cũng xảy ra và tôi xin kể một câu chuyện và các bạn sẽ hoàn toàn bất ngờ là vì cái tình huống oái oăm như thế đã xảy ra một cô gái lúc có thai thì là một cô bé bé rất là xinh đẹp có thai cũng đến 12 tuần rồi và cô ấy đi phá thai thì trong cái tình huống hết sức là đau khổ là sao là người yêu thì bị tai nạn tử vong và cô ấy không đủ dũng cảm để mà giữ cái thai ấy lại cho mình mặc dù là một mặt thì là lo cái tang chay của người yêu đã chết nhưng mà một mặt là phải bỏ cái thai đi tại vì không biết rằng sau cái chết của cái 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 cái, cái người người yêu mình thì mình có cơ hội để mà đi lấy chồng lần nữa hay không và tất cả những người khác thì khuyên ngăn cô ấy là phải đi bỏ cái thai ấy đi nếu không thì không có cơ hội làm lại cuộc đời thế thì vì cô gái ấy lúc bấy giờ không đủ dũng cảm để mà giữ cái mối tình của mình và giữ cái đứa con của mình cho nên là cô ấy đồng ý đi phá thai thế thì tình huống ấy với chúng tôi thì cũng là đau khổ với cô ấy lên cô ấy chỉ có khóc thôi và chỉ những người xung quanh đi để động viên cô ấy phá thai trong tình huống cô căng thẳng như thế thế nhưng mà các bạn biết là lúc bấy giờ ấy thì nó oái oăm như thế nào không nó cũng chẳng vài thùng với các thầy thuốc thùng cũng chẳng sợ cũng chẳng phải là bị sót rau sót rau các thầy thuốc cũng chẳng phải sợ cũng mới gặp khối rồi nhưng cái ca ấy cho đến bây giờ đã mấy chục năm mà tôi vẫn không thể quên là có tưởng tượng được rằng là người phụ nữ rất là xinh đẹp nằm trên bàn tôi lúc bấy giờ chỉ là bác sĩ thường nhưng phá thai rất nhiều lần và rất có kinh nghiệm rồi Loài hoài không làm sao mà lôi được cái thai ra mời bác sĩ trưởng khoa không phá thai được ra mời một loạt các bác sĩ ở trong bệnh viện những tay nghề rất là giỏi không phá được thai, không làm sao mà tiếp cận được với cái thai ấy cả. Mặc dù là 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 là, là cái thai không phải là rất nhỏ mà 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 để mà không tiếp cận được, thất vọng và cuối cùng là quyết định mà cái quyết định đấy đến bây giờ chắc là không mấy khi gặp lại. Quyết định lên bàn mổ để mà đẩy cái tử cung lên mới lấy được cái thai ra và đấy là cái kỷ niệm mà tôi thấy rằng là thật là khốn khổ là vì lúc bấy giờ ấy thì không còn cách nào khác câu chuyện ấy xảy ra cách đây đã phải ba chục năm rồi. rồi nhưng mà cái chuyện là một cái phá thai thông thường mà cuối cùng phải lên bàn mổ chịu vết mổ làm gì chỉ để đẩy cái tử cung lên và cái kíp dưới để mà lấy cái thai được dưới ra thì vâng. để mà nói rằng những ta nạn có thể xảy ra bất ngờ vâng như bác sĩ có vừa chia sẻ đó là rất là nhiều những cái trường hợp các bé gái không được chấp nhận ngay từ khi mới hình thành nhưng thậm chí là tôi được biết rằng là với nhiều gia đình thậm chí không mong muốn là có một bé gái ở trong trong cơ thể của người người vợ bằng cách là họ tìm mọi cách để bằng cách để có thể có được một đứa con trai chứ không phải là một một bào thai là bé gái vậy thì các vợ chồng họ tìm những cái cách thức như thế nào để đạt được cái nguyện vọng của mình thực chất mà nói là cái chuyện là mà các cái, 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 cái người mẹ, người phụ nữ mà mang thai và tìm cách biết được để mà hủy cái bào thai đi từ sớm khi mà nó là con gái, lỗi có thể thuốc. Cái lỗi đầu tiên ấy mà hồi trước cách đây vài năm chủ yếu là chờ đến siêu âm vì thế tôi mới kể lại câu chuyện là đến 12 tuần thì nhìn thấy tương đối rõ qua siêu âm thì có thể nhìn được giới tính thai nhi. Thế thì lúc bấy giờ nếu như theo đúng luật của Bộ Y tế đưa ra là không công bố giới tính thai nhi thì là thầy thuốc đã vi phạm, đã công bố giới tính cho nên là người mẹ mới biết được, không thì không biết. Bây giờ gần đây thì là có thể bằng các cái xét nghiệm là người ta có thể phát hiện được tuần thứ 8 tương đối rõ. Thế thì với cái độ chính xác đến 99% cái giới tính thai nhi thì cái đấy cũng là bất hợp pháp nhưng mà có một số thầy thuốc thì thậm chí là bỏ qua những cái khuyến cáo của bộ y tế và bỏ qua cái hiện trạng là con gái quá là ít mà con trai thì quá nhiều như bây giờ để chúng ta tiếp tục hủy thai gái đi để dẫn đến một cái bất cân bằng giới tính cho nên là vẫn liều để mà làm thì cái điều ấy mới xảy ra cái chuyện mà người phụ nữ mang thai biết được cái thai ở trong bụng mình là trai hay gái khi còn rất sớm vâng mà do thời lượng của chương trình cũng đã hết nên là chúng tôi cũng uh, rất là mong muốn nghe thêm những chia sẻ của bác sĩ nhưng mà thời lượng chương trình hết mất rồi cảm ơn bác sĩ Dung đã tham gia chương trình chào buổi tối chúng tôi ngày hôm nay thưa quý vị và các bạn trong xã hội phương Đông nơi mà tư tưởng nhất nam viết hữu thập nữ viết vô vẫn còn nặng nề thì việc các cặp vợ chồng bỏ thai khi biết đó là bé gái thì vẫn còn tương đối phổ biến các bé gái đã bị tước đi quyền sống ngay từ khi mới hình thành và đó là một điều đau xót mà chúng ta cần phải thay đổi cần phải chấm dứt trẻ em gái cũng như mọi trẻ em trai thì đều có quyền sống quyền bình đẳng quyền học tập quyền được quyết định và phát huy vị thế của mình ở trong xã hội và hãy đừng tước đi quyền đó của các em đặc biệt là quyền sống và đó cũng là thông điệp của chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong ngày hôm nay ngày quốc tế trẻ em gái cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình xin kính chào tạm biệt